Đây là một cái bao lì xì bình thường. Còn đây là một cái bao lì xì loại to. Nhưng mà ngày hôm nay mình và bạn sẽ cùng nhau làm một cái bao lì xì to nhất thế giới luôn. Và ở trong bao lì xì nó sẽ có rất là nhiều phần quà hay ho luôn. Thì tại sao mình lại muốn làm một cái bao lì xì khổng lồ? Thì mình đã xem một cái clip truyền hình của Christy. Thì ở trong đó nó có một cái phân cảnh rất là hay về một cái bao lì xì siêu to khổng lồ. Và nó làm nảy ra một cái ý tưởng khá là hay để mình có thể làm cái clip ngày hôm nay. Thì ngay bây giờ mình với bạn sẽ cùng nhau chế tạo ra cái bao lì xì siêu to khổng lồ đó. Và đặc biệt hơn nữa là mình sẽ cùng với bạn săn những cái phần quà hay ho của Christy nữa. Coi hết video để biết có gì xảy ra nha bạn. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Intro. Ok bạn ơi, thì cái bước đầu tiên để có thể làm một cái bao lì xì khổng lồ đó là gì? Đó là tìm chất liệu cho bao lì xì này. Tại vì chắc chắn 100% á, các bạn làm một cái bao lì xì cỡ 2m thì các bạn sẽ không xài được những cái tờ giấy bình thường được. Chúng ta sẽ cần cái gì? Chúng ta đúng rồi, chúng ta sẽ cần một cái loại giấy cứng hơn, xịn hơn để có thể đứng vững hơn. Xin giới thiệu với bạn, đây là cái thùng cạc tông cao 2m. Đấy, thì đây là cái thùng mà mình sẽ làm clip ngày hôm nay. Nhưng mà cái vấn đề của cái thùng cạc tông này nó đang ở cái việc đó là cái thùng cạc tông này nó là cái màu giống cái áo mình nha các bạn, màu nâu. Nó không phải, các bạn có bao giờ thấy cái bao lì xì nào mà màu nâu không? Nope. Chắc chắn là không có cái bao lì xì màu nâu rồi, cho nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm cho cái này nó màu đỏ. Và làm màu đỏ cách nào? Mình với lại mấy anh chị đã quyết định là tụi mình sẽ mua cái decal màu đỏ về để có thể dán nó lên cái thùng này để cho nó biến thành màu đỏ. Và khi nó biến màu đỏ thì như thế nào? Đây. Đây. Chính xác bạn. Giới thiệu bạn, đây là cái bao lì xì khổng lồ cao 2m. Thì cái này nó đang là một cái bao lì xì, nhưng mà nó rất là chán. Các bạn tưởng tượng ra những cái bao lì xì coi. Có gì để coi? Không có gì để coi hết đúng không? Đúng vậy, tại vì nó chưa được trang trí gì hết. Các bạn biết bình thường mấy cái bao lì xì nó sẽ có gì? Nào là cây mai ngày Tết nè, con rồng, con phượng hay là cái con giáp năm nay, ví dụ như con cọp chẳng hạn đấy. Và đặc biệt hơn nữa là một cái bao lì xì nó phải có một cái gì đó giá trị ở trong nó mới là bao lì xì đúng không? Mỗi năm nó sẽ là tiền cái kiểu. Nhưng mà ngày hôm nay cái bao lì xì 2m này nè, mà tôi mà để tiền vô á là tôi để đầy cái này là tôi nghèo luôn các bạn. Tôi bán bao nhiêu, tôi bán bao nhiêu cái thận cũng không đủ luôn á. Và chính vì lý do đó cho nên là bây giờ mình với bạn sẽ cùng nhau đi tìm những cái phần quà, những cái món đồ liên quan tới ngày Tết hoặc là liên quan tới Christy để chúng ta có thể bỏ vô này để làm những cái phần quà lì xì cho Tết năm nay nha bạn. Nhưng mà giờ tôi trang trí cái này thì ai sẽ người đi làm cái này? Ê, để tao đi lấy á. Ok đi. Yeah, thằng đó nó sẽ là thằng đi lấy quà cho chúng ta. Thì giờ thằng đó đi làm, còn mình ở đây mình trang trí cái này nha bạn. Ok. Các bạn ơi, bây giờ làm cách nào để mình có thể có những cái phần quà để có thể bỏ vô lại cái bao lì xì khổng lồ đó? Thì đây là cách của mình. Thì mình sẽ phải trải qua rất là nhiều những cái mini game như vậy ở khắp mọi nơi trên công ty này. Ok bạn ơi, đây là trò chơi đầu tiên, trò chơi kéo khăn giấy. Thì luật chơi rất là đơn giản, các bạn chỉ cần cầm cái cuộn khăn giấy này và các bạn kéo, thì cái ly nước của bạn khi mà nó tới đâu á thì mình sẽ được những cái món quà đó. Thì mình sẽ có được 3 lượt thử và chúng ta sẽ cùng nhau coi thử mình sẽ được những cái món quà nha bạn. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng nhau kéo nè. Đấy, cái khó của cái trò chơi này là bạn làm sao để đừng có để nước nó chảy ra khỏi cái ly đó. Nếu nó chảy khỏi cái ly nó sẽ làm giấy dễ đứt hơn các bạn. Đấy. Đấy. Trời ơi. Chưa được cái gì nữa các bạn, nó còn chưa tới được cái hạt dưa nữa. Ok, vậy chúng ta sẽ cùng nhau thử được một lần nữa nha bạn. Cố lên. Ok bạn ơi, round 2 nha bạn, lần này phải thành công. Nhẹ nhàng thôi. Được hạt dưa nè, được kẹo bắp nè, được bánh chưng nè, bánh in nè. Yes, thành công các bạn ơi. Wow, tới đây nó mới bị đứt nữa các bạn. Tới phút bên này thì nó mới bắt đầu bị đứt được, hên ghê á. Ok bạn ơi, tất cả những món này đều là của mình hết. Ui. Ok bạn ơi, giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tới trò chơi tiếp theo. Nhưng mà mình không biết được thằng Mark bên kia trang trí cái bao lì xì tới đâu hả bạn. Qua anh chị coi thử nha. Ok bạn ơi, trong lúc tụi mình đang trang trí cây mai thì mấy bạn qua bên kia coi thử là thằng Mark bên kia đang kiếm quà kiểu gì vậy nha. Ok bạn ơi, trò chơi tiếp theo, trò này rất là đơn giản, các bạn thấy có cây nến trước mặt mình không?
Thì bây giờ cái nhiệm vụ của mình đó là đeo cái khẩu trang này, xong rồi thổi làm sao cho cái nến nó tắt được. Và cái việc này rất là khó. Và nếu mình thổi được cái nến này tắt á, thì mình sẽ nhận được những cái lốc sữa Frisky, sữa chua hoa quả, vị cam sữa và vị quất sữa. Và cái phần quà còn lại á, nó sẽ là cái này. Nó là một cái món đồ trang trí cho cái bao lì xì của mình, cực kỳ hợp luôn các bạn. Nếu mình thổi được cái này mình sẽ nhận được cái này nữa. Ok, còn giờ thì làm thử nha các bạn. Ê, giờ tôi sẽ đeo cái khẩu trang của tôi vô, xong rồi tôi sẽ tới. Các bạn thấy không, rõ ràng nó có nhúc nhích, nó có di chuyển nhưng mà nó không chịu tắt nữa các bạn. Được rồi đó các bạn. Ok, win, tôi là người chiến thắng. Tôi nói mà, với cái sức lực của tôi có thể làm được tới cái gì luôn á các bạn. Ok các bạn ơi, gần đầy rồi cái bao lì xì rồi, giờ đi kiếm thêm quà thôi các bạn. Ủa nhưng mà mình cũng không biết là thằng Mark bên kia nó trang trí sao rồi, chắc đem này đưa nó nè. Nè Mark ơi. Ok bạn ơi, thì trở lại với bên mình thì Mark nó mới giành được cái này thì nhìn cũng khá là xịn. Bây giờ mình sẽ treo này lên, nhưng mà trước tiên đó mình sẽ review cho các bạn thấy cái bao lì xì mình vừa vẽ xong. Thì đây chúng ta sẽ có một cái chữ Tết được vẽ bằng gọi là những người gọi là thầy đồ số 1 thế giới, đó là mình và các anh chị staff. Chứ giờ cơ bản là mấy cái này mình search trên mạng xong rồi tụi mình vẽ theo thôi chứ không có gì hết trơn á. Tiếp theo là cái cành mai là được lấy từ công sức của rất là nhiều người đã từng vẽ. Thì đây là cái cành mai của tôi, các bạn thấy cái bông mai chưa? Thấy chưa? Bông mai bự nhất mình Bắc Bộ luôn á. Nhìn nè. Đấy, thì ở dưới này chúng ta sẽ có thêm cái chữ đó là chữ gọi là Văn Sư Như Ý. Vạn sự như ý á bạn. Thì đây chúng ta sẽ có cái chữ Vạn sự như ý đây, tôi vẽ dù anh. Nói chung là mấy người thầy đồ mà chuyên nghiệp, mấy ông thầy đồ mà chuyên nghiệp nhìn cái này là gõ cái cây cọ vô đầu liền. Nhưng mà yên tâm đi các bạn, tôi vẽ nhìn nó cũng rất là gì này nữa. Chữ ý tôi còn vẽ em cái nửa trái tim bên này nè. Đó. Đó, để mốt chụp hình là để nửa trái nữa là ok, ngon. Nhưng mà thôi đấy, thì do là cái này của tôi nhìn nó cũng rất là đẹp đó, cho nên là tôi quyết định là khi mà thằng Mark nó thắng được cái này thì tôi lấy cái này tôi treo lên trên này luôn các bạn. Thì tôi sẽ treo nằm bên này. Đấy, cho nó đẹp hẳn luôn các bạn. Đấy mấy bạn, cái bao lì xì nhìn nó có giá trị hẳn luôn mấy bạn, thấy không? Đấy. Ok bạn ơi, thì hiện tại mình đã xong được cái bao lì xì một cách hoàn chỉnh nhất có thể trong tầm tay của mình rồi. Thì giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay lại coi thằng Mark nó đã kiếm những cái phần quà để bỏ ở đây nhiều chưa nha bạn. Còn giờ thì có bệnh coi nó như sao rồi. Ok bạn ơi, đây là trò chơi cuối cùng, cũng là cái trò chơi mà có nhiều phần quà xịn sò nhất. Thì giới thiệu với bạn, đây là những cái phần quà rất là xịn sò từ Frisky. Ba lô Frisky, tay kéo phản quang và hai cái hộp bút phát sáng. Thì làm cách nào để chúng ta có thể có được những cái phần quà này? Giờ mình sẽ chỉ cho bạn chơi trò chơi để có thể đạt được nha. Thì cái trò chơi của cái vòng lần này á, thì chúng ta sẽ chơi đố vui trên trang web của Frisky. Bước 1, các bạn hãy truy cập vô website đố vui.frisky.vn và chọn săn lì xì siêu bà bối. Bước 2, trả lời 5 câu hỏi dựa trên các đoạn video được cung cấp sẵn với nội dung được trích ra từ bộ phim hoạt hình Frisky. Giờ chơi phiêu lưu ký. Bước 3, kêu gọi thêm nhiều anh hùng tham gia để nâng số lượng câu trả lời đúng lên 6.868 câu. Mấy bạn sẽ được nhận giải lì xì siêu bà bối, bao gồm lì xì Frisky và một ba lô tay kéo phản quang, một hộp bút phát sáng và đặc biệt là chiếc đồng hồ định vị thông minh có thể chụp ảnh, gọi điện và định vị luôn đó nha. Frisky sữa chua hoa quả, vị cam sữa và vị quất sữa. Mỗi tuần thì chúng ta sẽ có 5 anh hùng xuất sắc trả lời nhiều nhất sẽ được nhận giải thưởng. Thì đó, cách chơi khá là đơn giản đó các bạn. Vào chơi nha, chơi chung với mình để được nhận thêm nhiều phần quà hay hơn nữa. Thì ở đây, mình đã chơi rất là nhiều và mình đã nhận được hai phần quà, đó là ba lô tay kéo phản quang và hộp bút phát sáng. Ba lô tay kéo phản quang này các bạn có thể gọi là bỏ đồ vô, đi về quê thăm ông bà chơi nè, kéo đi cho nó nhẹ tay. Với cái ba lô sặc sỡ và đẹp như vậy á, thì các bạn sẽ dễ dàng nổi bật trước bạn bè của các bạn. Và với cái hộp bút như vậy nữa, khi mấy bạn để trên bàn thì nó sẽ rất là sáng và rất là dễ gây chú ý và rất là đẹp cho ngày Tết nữa các bạn. Đây là những cái phần quà ngày Tết mà mình cảm thấy là rất là hay luôn á. Ok bạn ơi, thì mình đã có được những cái phần quà này rồi. Còn bây giờ, cuối cùng đó là bây giờ mình sẽ đem những cái phần quà lên và để coi là cái bao lì xì của chúng ta xong chưa nha các bạn. Trở về cái bao lì xì coi như thế nào thôi. Ok bạn ơi, thì bây giờ mình đã tìm được đủ quà và cũng như là làm xong được cái bao lì xì siêu to khổng lồ rồi các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bỏ những cái phần quà vô nha các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ có trái dưa. Ui. Đây, đầu tiên ta sẽ có dưa hấu nè, bỏ vô. Ok. Tiếp theo, hai lốc Frisky sữa chua hoa quả, vị cam sữa và vị quất sữa. Bánh in thiên hương. Trời, cái này mà ăn trong Tết là đã luôn các bạn.
bánh chưng nữa. Cái bánh chưng này hơi nhỏ nha, nhưng mà tôi muốn nói là cái bánh chưng này hơi nhỏ nha. Tôi muốn có cái bánh chưng bự gấp 4 lần cái bánh chưng này ăn mới đủ nha. Tết mà ăn cái này nhỏ quá. Hộp bút pháp sáng của Fisty nữa nè các bạn. Ba lô Fisty, trời ơi mấy cái này là mấy đứa em tôi khoái lắm luôn á các bạn. Hạt dưa nè, kẹo. Tôi không thích ăn cái kẹo bắp này lắm. Tôi mong là cái người nhận được cái kẹo bắp này người ta sẽ thích cái món này, nhưng mà tôi không thích lắm. Ok. Và cuối cùng, những bao lì xì đầy ắp những mệnh giá từ 10.000 tới 500.000. Tôi không biết ai sẽ là người nhận được cái đống này, nhưng mà ai mà nhận được chắc chắn sẽ vui lắm đây. Ok, vậy tôi sẽ rải nó vô. Ok bạn ơi, vậy là mình đã hoàn thành xong cái bao lì xì này rồi. Và cái mệnh giá trong cái bao lì xì này bây giờ rất là nhiều, những cái phần quà hay ho luôn. Thì bây giờ mình sẽ khiêng cái bao lì xì này xuống dưới để ngay sảnh công ty, để coi là các anh chị nhân viên của Creatory sẽ cảm nhận như thế nào về cái bao lì xì nha bạn. Còn bây giờ thì xuống dưới thôi. Ok bạn ơi, thì mình đã hoàn thành xong được cái bao lì xì siêu to khổng lồ cao đến tận 2 mét. Thì bây giờ mình sẽ để đây và dành tặng cái này cho các anh chị em công ty Creatory. Bây giờ mình sẽ để camera ở đây luôn và mình sẽ đi qua chỗ khác để coi các anh chị sẽ reaction như thế nào về cái bao lì xì nha bạn. Cũng như là mình sẽ tặng những cái phần quà trong này cho các anh chị luôn. Còn bây giờ thì coi thử nha bạn. Ok bạn ơi, và đó là video ngày hôm nay. Nếu bạn thích video này và thích luôn cái bao lì xì khổng lồ nữa, hãy nhớ ấn vô cái nút like cho mình. Và nhớ ấn vào nút subscribe dưới luôn để cho mình có thể được lên 2 triệu sub nha bạn. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại bạn vào những video lần sau. Giờ chơi rồi, Fisty ơi, bye bye.